Xin chào quý vị các bạn đã quay trở lại với Mỹ Hải. Và hôm nay Mỹ Hải lại tiếp tục vào nhà anh Trá bị mù cả đôi mắt, với lại là có người vợ bị tâm thần và có đứa con bị thiểu năng trí tuệ nhé các bạn nhé. Và hôm nay Mỹ Hải vào ấy thì là sẽ trao cái quà mà của cô Hoàng Dung ở bên Cali nhé các bạn nhé. Cô Hoàng Dung thì cũng có gửi cho Mỹ Hải là 200 đô. Mỹ Hải cũng có quy đổi lại được rằng là 4,6 triệu nhé các bạn nhé. Và hôm nay Mỹ Hải vào ấy thì là Mỹ Hải cũng có mua được là 10 con gà mái, với lại là mì tôm và thịt, dầu ăn. Tổng là Mỹ Hải cũng có mua là hết 3,2 triệu. Còn cái số tiền thừa còn lại ấy, thì là Mỹ Hải định mua gạo vào, nhưng trời mưa như này ấy, cho nên là Mỹ Hải không chở được hết. Thế cho nên là Mỹ Hải sẽ giữ lại cái số tiền đấy, để gọi là hôm nào mà hết gạo ấy thì là Mỹ Hải vào thì Mỹ Hải sẽ mua. Vì Mỹ Hải chỉ đi xe máy thì không chở được các bạn ạ. Đường này mà giải được bê tông thì đi thì tốt quá nhỉ, trưởng xóm nhỉ. Nay vào thì cũng có trưởng xóm với lại là thôn đội trưởng ấy đi cùng Mỹ Hải vào nhà anh Trá nhé các bạn nhé. Ây da, để vào lồng như này khó xách hơn đúng không? Này đáng lẽ là đúng rồi, mỗi một con mái này là con to nhất là được 2,2 cân mà sắp đẻ rồi, mang vào cho nhà anh Trá như vậy thì là mới nhanh đúng rồi. Có vài con là kiểu như đẻ mà. Mỏi quá. Đây các bạn nhá, nhìn gà này. Đấy. Ôi trời ơi, Mỹ Hải cũng đang ốm đó các bạn ạ. Thế cho nên là trời mưa như này nhưng mà Mỹ Hải cũng phải tranh thủ vào thôi. Đây các bạn ạ, vợ Mỹ Hải đến cầm mì tôm, thịt, dầu ăn, mắm muối, mì chính. Ấy, một ngày là mưa càng to này các bạn này. Ây da, thôi đội trưởng đi nhanh đấy. Đấy các bạn ạ, lối vào nhà anh Trá này phải đi qua đường nương như này nha các bạn nhá. Trời mưa như này thì là đi là ướt hết đấy các bạn ạ, trời lắm. Ôi trưởng xóm đi đôi dép đấy, có trơn không đấy? Trơn à? Đoạn này là anh đi giày, đây là còn trơn hơn. Anh còn không lên được cái này. Ôi dồi, giày Mỹ Hải trơn lắm. Đây các bạn ạ, rất là trơn này. Ôi đấy các bạn ạ, giờ là đã đến nhà anh Trá đấy các bạn nhá. Ây da, nhau chuyện gì luôn? Tôi là cháu đang quét nhà. Quá cháu đi.
How look at you watching here? À, đây là canh nhạt nấu với măng chua. Ồ, tóc con chua. Đây các bạn ạ, thì là Minh Hải cũng vừa mở cái nồi canh của cháu Hờ ra ấy. Thì cháu Hờ cũng bảo là nấu canh măng với lại là rau bí nhạt để là tí nữa cháu ăn cơm. Em ơi, các em bỏ ra những cái gà này ra, gọi với lại là anh trá với lại trưởng xóm. Xin lỗi. Nông này mới tù phong nhớ phẩm mì cô toàn này là sạch chưa tôi mà có vua tàu cầu được bỏ cái đó chứ anh chú chưa thẩm đề cái đó mà khởi tâm nó nhá. Ừ, nên này tù phong này họ cho mấy bạn vua tàu phú lầu ấy chẳng xót xót xánh này để chẳng để họ phú phú cụ lầu dù á. Ờ, phú lầu dù á. Và để anh Trá thì cũng không nói được tiếng phổ thông thì anh Trá cũng chỉ nói tiếng Mỹ Hải thôi. Thì anh Trá bảo là rất là cảm ơn cô Hoàng Dung ở bên Cali nhá các bạn nhá. Đây, kiếm lấy cái dây ấy, mình có cái dây nào không? Liệu thả mình thả vào trong vườn này liệu có bay đi không? Không bay được. Bay được không? Cái vườn này bay được không? Không bay được đâu. Thế thì mình thả vào trong cái chuồng kia đi. Thả vào trong cái chuồng kia đi nhỉ? Đúng rồi, thả vào trong cái chuồng này nó khô. Ôi, cái vườn này sâu thế. Nhưng mà thả được không? Thả được. Hả? Nhưng mà gà mới đấy nhá, gà mới là thả sợ nó bay đấy nhá. Cho vào chuồng luôn đúng không? Không sợ à? Ấy, trong chuồng đấy là rất là khô. Nãy là trở vào cũng ướt rồi đấy. Đúng rồi. Đấy có mấy cái con to to kia là nó gọi là đi tìm ổ đấy đấy. Ôi như nấy là đang buộc vào thôi. Ôi mưa lắm các bạn ạ. Ôi ôi. Phải cởi dây ra nhá trưởng xóm ơi. Đây các bạn ạ. Gà đây. Toàn mái nha các bạn nha. Hết chưa? Bỏ cái lồng kia ra, bỏ cái lồng kia ra. 10 con mà có đủ không đấy? Hay là nãy trở ra nó còn bay ra không đấy? 2, 4, 6, 8, 10 đúng không? Đấy cũng đang ướt thôi. Đúng không? Trời mưa. Đây con này sắp đẻ này. Đấy. Con này hơn 2 cân này. Đấy, cứ để như này thì nhà anh trái cũng đang rất là hoàn cảnh ấy, thì là cứ để trứng ra để cải thiện hoặc là cho ấp để lấy 1-2 lứa gà ấy thì là trang trải trong gia đình ấy được. May là nhà anh trái cũng có cái chuồng như này nó khô ráo nhỉ. Đấy, khô ráo như này là không sợ gà ướt. À vào trong kia lấy một tí ngô ra đây em ơi, em đồng chí vợ anh ơi. Em lấy cho anh một tí ngô vào đây cho mấy con gà với. Ôi ngô đỏ làm gì gà ăn. Ngô đỏ gà không ăn em ơi. Ngô đỏ gà không ăn. Ôi chăn nuôi gà như thế mà đến giờ không biết là ngô đỏ là gà không ăn. Ôi ôi mọt như này thì. Mọt hết rồi. À. Mọt hết rồi. Đấy ăn ngay em à. Tìm bắp lành nhất đấy. Bắp lành nhất à. Đây. Ngô nhà anh Trá này. Bị mọt hết như này các bạn ạ. Bỏ cái ngô đỏ cái đi, cứ để đấy tí, gà khăn mà. Thức nhập mà. Ngô đỏ là gà không ăn đâu nhé em nhé. Đấy, cái ngô ở đây. À, đáng nhẽ là phải có... Một cái... Cái gì đó to to mà. Có một cái chậu. Cứ để đây mấy hộp cho. Ăn cần á. Mình phải lấy, đóng lấy cái máng cơ. Đúng không? Cho máng vào đây thì gà nhập thì đỡ phải rơi xuống dưới chỗ nền ướt. Vâng. Thì gà mới nhặt được. Đúng chưa? Thôi được rồi, về đi, về xong là đưa cái quà mì tôm với thịt cho nhà anh Trá đi. Đấy trưởng xóm ơi, nhờ trưởng xóm mà trao cái mì tôm, lấy cái mì tôm với cái thịt này này. Anh mua vào, đấy.
thịt mì tôm. Còn ở đằng sau cái thùng mì tôm kia là có cả hạt nêm ấy, bột nêm nhé. Ngay ngay thịt. Đấy, thịt. Dầu ăn. Sao xanh ngỏ, tao. Chỉ cái lành. Đấy, nhờ trưởng xóm mà hộ cất luôn trưởng xóm. Nhờ trưởng xóm cất luôn. À, sao mi tông nói cho chó thử hả? Mà có chó tao giải. À, sao mi tông chó sao? Chó tao đã chặt trong dòng cái nhiệt thôi biết tả. À, ừ. Đấy các bạn ạ, thì là Mỹ Hải hỏi ấy, thì là bảo là cái thùng mì tôm là sẽ để đâu? Thì là anh Trá cũng có nói ấy, thì là anh Trá bảo là cũng sẽ để vào trong giường nhé các bạn nhé. Đấy. Anh Trá sẽ để vào trong giường, lại sợ là các cháu ấy lại nghịch mà ăn lại không đúng bữa ấy. Bỏ ra cứ bóc ra lung tung ấy, cho nó phí các bạn ạ, thì là anh Trá tự cất ở trong buồng nhé các bạn nhé. Đấy, còn cháu Hờ ở đây thì là cũng đang té ngô này các bạn này. Đa cưa. Hả? Đa cưa. Đa cưa đi, đa cưa nó là đa cưa quá chị. Hả? Đa cưa nó là quá chị. Đa cưa nó. Này. Nó chứ à. Tên nhận. Đang té cái ngô này nhá, thì là cái hạt tốt đấy thì là sẽ để ăn, mà cái hạt màu nào mà mọt rồi ấy thì là nhà anh Trá sẽ đưa cho nhà bà để nấu cám cho lợn nhá các bạn nhé. Đấy các bạn ạ, thì là Mỹ Hải cũng vừa hỏi anh Trá ấy, thì bảo vợ anh Trá là đi đâu rồi, nhưng mà anh Trá cũng có nói bảo là đi từ hôm qua thì là cũng chưa thấy về nhà. Đấy, thì là vợ anh Trá cũng bị tâm thần ấy, thì là cũng đi từ hôm qua cũng chưa thấy về nhé các bạn nhé. Đâu mất cả đâu hết rồi. Ông chỉ xếp à? Ông chỉ xếp còn đấy. Đã chết chưa thì cái gì đấy? Cả về. Ông còn lần chết đó thì con sẽ xếp cả còn chết chút thì đâu rồi. Ôi. Hả? Lúc ta chẳng đâu nhớ của bao khí hả? Đây là gì đấy? Bác khí cả. Có khí bây cả. Sao bảo sao? Em hồi này nó bảo nó không biết mở vì hôm nọ anh Thái bên chi bộ hướng dẫn cho anh Trá thì anh Trá nó tự mở thôi. À. Sao bình thường? Cũng không biết mở cái đèn năng lượng này á? Em hồi này nó không biết mở bởi vì bố nó. Cái đèn năng lượng này là phải là anh Trá tự mở. Đấy. Còn các cháu đây lại không biết. Không biết mở. Còn anh Trá thì cũng chỉ biết on và off thôi đúng không? Đấy. Bên trái là mở, bên phải là tắt thôi đúng không? Anh Trá cũng chỉ tù mù thôi. Chỉ tù mù nhưng mà hình như hôm nọ anh Thà hướng dẫn nói. Vâng. Đâu bảo anh Trá thử lấy cái điều khiển ra, anh Trá thử bật lại xem là có được không? Lúc nào lìa lơ? Lúc nào lìa lơ là mẹ? Hả? Lìa lơ? À, đứa nhá? Ừ. Đứa đi về bắt trẻ. Bắt trẻ ò. Đấy các bạn ạ, thì là Mỹ Hải cũng vừa hỏi cháu Hờ ấy. Bảo cháu Hờ ấy, cái mọt như này thì chỉ để cho lợn thôi. Đấy, cháu Hờ cũng có nói bảo là không ngon rồi. Thì là để cái đấy. Sao em? Anh nói cho em là anh tiếp tục với nhau đi, anh nói cho em là mấy cái củi này về bếp trong nhà này nó đốt thế này thì nó có khói nhiều quá, thì nó muốn chuyển một cái bếp cho ra ngoài. À, anh Trá bảo là đun bếp củi ở trong nhà này á? Vâng. Là khói quá. Khói quá. Là anh muốn chuyển ra đâu? Chuyển vào một góc nhà bên kia kìa, xong là nó ở trong nhà nó khó. À, chuyển sang một góc nhà như này thì là đất ngoài này là có phải đất nhà anh không hay là như nào? Vẫn phải là đất của anh Trá. À, đất của nhà anh Trá à? Vâng ạ. Anh Trá là có là ý định là định chuyển bếp ra ngoài này. Nhưng mà anh Trá đã có tiền chưa? Anh Trá bảo là vẫn chưa có tiền làm. À, ý định thôi nhỉ? Ý định thôi. À, vẫn chưa có tiền làm à? Đây. Đâu? Mới còn rộng. Nó bảo là muốn chuyển một cái bếp ra bên ngoài này. À, cả khu này gì? Vâng, cả khu này. Bếp ngoài này thì chỉ 2 tấm 3 tấm ra ngoài này thôi, đua ra thôi. Vâng.
À, tưởng là anh Trá có tiền làm rồi đấy chứ. Ừ, anh Trá bảo là anh Trá chưa có tiền, xong là anh Trá nhưng mà nó muốn chuyển quá nhưng mà nó không có tiền. À, muốn chuyển quá là không có tiền à? Vâng ạ. Rồi 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 rồi, cứ biết thế nhá. Vâng. Rồi rồi rồi. Còn cái này thì anh không dám hứa được. Đấy. Nhá. Rồi rồi, anh cảm ơn. Ý anh Trá thì nó chỉ bảo thế thôi. À, ý của anh Trá là bảo vậy để gọi là muốn chuyển cái bếp ra ngoài để đun đỡ khói đúng không? Vâng ạ. Nhưng mà anh Trá thì chuyển cái bếp đấy thôi hay là chuyển cả bếp lò? Chuyển cả bếp lò hết tất cả. Chuyển cả bếp lò hết tất cả. Vâng. Để cho rộng và đỡ khói đúng không? Đun bếp trong này đỡ khói đúng không? Vâng ạ. Vì là cái hướng cửa phụ đây này là cái hướng mà cũng đúng là cái hướng mà theo chiều gió này đúng không? Đấy. Chiều gió thì nó luôn đun ở trong này. Mỗi lần đun là rất là khói đúng không? Khói cả nhà. Rồi. Nó làm đi một bên. Rồi rồi rồi. Nó khói. Đúng rồi. Vâng. Thế được, hỏi anh Trá xem là sáng nay nhà anh Trá ăn cái gì? Ăn sáng gì chưa? Vâng. Thôi chị, thật kiểu nó trẻ chị ạ. Nó mòn thế mà. Hôm nay nó mòn thế mà. Anh Trá bảo là hôm nọ anh chẳng có báo cáo với nó mới làm một tí cơm, sáng nay nó ăn tí cơm rồi. À. Nó mới ăn một gói mì cái kiểu rồi. À, cái gạo hôm nọ mà trở vào đây. Vâng. Là nấu cơm ăn với mì tôm rồi đúng không? Vâng ạ. Rồi. Thế cái thùng gạo kia là hôm nọ là mình quên đổ đấy em ạ. Thử vào trong này xem là cái gạo trong đây anh ấy có đổ, đã đổ chưa? Mình đổ giúp anh ấy đi. Chào nước tỏ đây là thì nó mua nước tỏ tặng này. Đâu, hôm nọ là để đây mà. Để đây mà. À, anh Trá lại không cho vào cái thùng đấy nữa mà anh Trá lại cho vào cái bao tải đặt như này á. Liệu có sợ chuột không? Thế còn cái thùng đỏ đâu rồi? Thùng đỏ trên này. À, thùng đỏ kia. Đây đây đây. Lấy để đựng nước à? Vâng. Hỏi anh Trá xem là sao lại để đựng nước thế? Cháu cho chị bên nhiều. Rồi. Thế thì là nhà anh Trá vẫn cần thiếu một cái thùng để đựng gạo nữa, đúng không? Vâng. Nếu thế là anh Trá lại lấy cái thùng này để đựng nước rồi. Đựng nước rồi. Thế thì là anh Trá, thế thì mai ngày kia sẽ vào xong là sẽ lấy một cái thùng để đựng gạo riêng cho anh Trá. Đây, cái chặn bát trên này là, anh Trá cũng... Chặn bát vẫn để có một chỗ. Gạo riêng. Anh Trá vẫn để úp như này và với lại là lấy cái bạt này che nha các bạn nhá. Che để đỡ bụi. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà cái tre này là chắc là các cháu, các con tre giúp anh Trá rồi chứ? Ừ, chắc các cháu bé này nó tre giúp rồi. Cháu bé hoặc là bà nội đúng không? Vâng. Hai đứa gặp thì nó phải chích trả. Ôi dồi ôi, cái chăn này là cái chăn mà hôm nọ mình mua vào mà trưởng xóm. Trưởng xóm ơi, với lại là hai cái chăn này này là cái hôm nọ mà anh lấy vào mà. Sao lại không lấy ra đắp? Và hỏi xem là cái chăn này sao lại không bỏ ra đắp mà sao lại cất lên cao thế? Sao anh bảo sao? Ý ông ấy thì nó bảo là vẫn có một cái dùng, cho là nó bảo là tới mùa đông thì nó mới dùng, xong là bây giờ có trẻ con thì nó chân nó không rửa, nó nhảy đi nhảy lại, xong là bẩn bù hết. Ông ấy vợ thì bị tâm thần nhưng mà ông ấy không thấy nhìn thấy gì hết, thì nó xong là bụi thì nó không biết rửa giặt. À. Nó để trên đây xong tới mùa đông thì nó mới dùng, nó cho hai anh em nó dùng. Tới tận mùa đông thì mới cho cháu hờ này dùng cái chăn đấy á? Vâng. Không, bây giờ là cứ bỏ những cái chăn này ra đi, cứ để cho cháu đắp được. Vì là cái vùng mình trên này này, ban đêm là nó cũng rất là lạnh mà. Ừ, sao lại để treo trên này? Đấy, sao lại cho dùng những cái chăn này? Đây này. Cái chăn này làm gì mà còn chăn nữa đây này. Bỏ những cái chăn kia ra đi. Bỏ ra nhỉ. Đây này, chăn này có phải chăn nữa đâu. Ôi, mùi lắm. Bụi quá như này rồi cứ để như thế, xong là có chăn mới thì không dùng. Bây giờ là em sẽ lấy cái chăn này này. Thế nên cứ bảo đi, xong là mai anh mua chăn khác vào cũng được. Vâng. Cứ sử dụng cái chăn kia đi. Vâng. Không, cái chăn, nếu như cái chăn này, cái có cái vỏ ga này này, cái này vẫn còn tốt. Vâng. Thì là giấy lấy giải làm đệm. Giải giả đệm nhỉ? Đúng rồi. Vâng. Giải làm đệm. Còn cái chăn kia là chăn đắp. Vâng. Thiếu mai anh mua thêm cái chăn vào nữa, không phải sợ bẩn đâu. Vâng.
bẩn là mình sẽ giặt. Nhờ cả trưởng xóm vào giúp một tay trưởng xóm. Đấy, những cái đây là sẽ giải ở bên dưới. Còn cái chăn kia là sẽ dùng bằng cái chăn đắp. Nếu thiếu mai không một cái chăn khác vào. Đấy, còn cháu bé này. Chắp lát chị tao. Chắp lát chị tao. Ua mấy tông nó nhá. Nó mấy tông nhá. Nó mấy tông hả? Để nếu ua bốn nó nhá. Em ơi, cháu bé anh vừa hỏi rồi, cháu bé bảo là cháu bé đói rồi ấy, thì là em nấu giúp anh gói mì tôm để cho cháu ăn. Đúng rồi, bây giờ là em lấy cái chăn kia về. Chứ nó, muốn để bà đi tàu, nửa vò, chứ nấu từ vô chúa là mà muốn chùa nhá. Tao là nguồn nguồn chùa, nó phải ít khử, ó khử lên dưới rồi mà tao mà. Nấu từ giờ cũ là mà tao dưới đẩy đuột trong quân rồi nhá. Thế nhưng mà mỗi tuần thì có chờ mà sẽ chê mà đàn số mà ra giá số một thua. Đây các bạn ạ, thì là Mỹ Hải cũng vừa bảo anh trai thì là sẽ bỏ những cái chăn kia ra mà dùng, đừng để dùng cái chăn đấy. Thì anh trai bảo là lại sợ bẩn, thế là bây giờ là cũng nhờ trưởng xóm lại lấy lại cái chăn này xuống để cho các cháu sẽ đắp. Một cái mùa ban đêm như này này thì cũng đã lạnh rồi các bạn ạ, thì sẽ bỏ ra mà dùng. Chứ đừng cứ để cất như này, đến mùa đông dùng thì biết làm sao được. Rất là khó các bạn ạ. Nếu mai ngày kia mà có bẩn đi thì là đây sẽ bỏ cái ga này ra này đúng không? Bỏ cái vỏ này ra. Đúng chưa? Đấy mình dặn các cháu ấy để giặt. Vâng. Sau này ấy, bẩn thì bỏ cái vỏ này ra. Rồi. Cứ bỏ ra dùng đi. Xong rồi lúc nào mà cũ thì mai ngày kia vào anh lại khẫm mua cái chăn khác vào. Cứ để các cháu lại dùng cái chăn bẩn như hôm nọ là không được đâu. Em ơi, em lấy cái nắp vùng nồi ấy, em đậy vào, đỡ bụi. Kiếm lấy cái nắp vùng nồi ấy. Cái nắp vùng nồi ở đâu nhỉ? Ông học cảnh. Đúng rồi, lấy cái nắp vùng nồi che vào, đậy vào. Ôi này, đúng cái luồng gió thật nhỉ. Ôi dồi, cứ mở cửa. Cứ mở cái cửa phụ cái ra là khói ra nghi ngút trong này thật. Khói quá để đóng cái cửa kia vào. Em đóng cái cửa kia vào để gió đưa lùa qua đường này. Đấy, mình đóng cái cửa này vào đưa khói hẳn. Đưa khói. Đây các bạn ạ, ở trên vùng Mỹ Hải này thì là cũng phải tận dụng nhá. Những cái vỏ ngô này này thì là cũng phải để lại hết. Với lại là những cái cùi ngô này này thì sẽ tận dụng để làm chất đốt nhá các bạn nhá. Ở trên này thiếu củi quá. Ở trên này thiếu củi quá. Không có củi ạ. Thế gì mấy cái vỏ ngô này mới để dùng để đốt hết. Đúng rồi, đúng rồi. Không để lãng phí một cái gì đấy, cứ cháy là được, cứ cháy là để lại đấy. Để lại hết. Nhưng mà nhớ là ở anh hay đi nhiều nơi ấy, là có ni lông là người ta cũng phải đốt ở trong nhà người ta nấu ăn đấy nhá, mình phải tránh nhá. Mình phải tránh mà. Em ở trong thôn này thì em cũng phải tuyên truyền cho bà con rằng là mình không được đun cái túi ni lông để nấu ăn đâu nhá. Đấy, không được đun loại đấy thì mình không đun đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Đâu, nấy là anh mua cả thịt vào mà. Mua cả thịt vào, thái cái thịt kia nấu mì tôm cùng cho tí nữa cho cháu ăn, cháu bé ăn. Với lại cho cháu hờ luôn. Rửa đi, rửa đi. Sao? Anh cháu bảo sao? Anh bảo anh cháu là cái rau nó đi đâu rồi. Anh cháu bảo là vợ nó mang đi đâu đấy, cầm đi đâu nó chả hiểu rồi. Ông ấy cũng bị không nhìn thấy thì nó không biết là vợ của anh cháu nó mang đi rau đi đâu rồi. À, thế là vợ anh Trá là bị tâm thần như này là không tìm thấy con dao để thái thịt để nấu mì tôm cho các cháu à? Vâng ạ. Rồi thế thì bây giờ lấy cái gì thái được?
Bây giờ chả biết là lấy gì, thấy không có gì, thấy thì... Của hàng xóm. À, bảo bà đi sang bên nhà bà lấy ấy. Vâng. Đúng không? Đi thôi. Đây các bạn ạ, thì là vợ anh Trá nhá, thì là cũng bị tâm thần ấy, thì là tìm thấy con dao để về thái thịt nấu mì tôm cho cháu Hờ với lại cháu nhỏ nhá. Thì là cũng không thấy, vì là anh Trá cũng có nói bảo là vợ thì cũng bị tâm thần, không biết là vợ cầm con dao và cất đi đâu rồi. Thế cho nên là cũng mua được thịt, Mỹ Hải cũng mua được thịt vào đây nhá các bạn nhá. Thì để gọi là thái nhưng mà cũng không có dao để thái để nấu mì tôm cho các cháu. Thế cho nên là Mỹ Hải cũng đang nhờ bà nội của anh Trá nhé, thì lấy đi sang nhà bà để lấy con dao về để gọi là tí nữa mình thái thịt mà nấu với mì tôm đây cho hai cháu ăn. Thêm một tí nước nữa đi, hai anh em là bằng này nước là ít quá đấy. Em thử mở ra xem nào, sôi chưa? Chưa đúng không? Thêm tí nữa đi đúng không? Ui nhiều quá mà. Đúng rồi, đầu rồi. Đồ. Đấy, sau một thời gian thì là cháu Hở nha các bạn nhé. Thì là cũng đã té được ngô xong hết cái này rồi. Còn bây giờ là cháu Hở ấy thì nó cũng sẽ gom lại những cái vỏ ngô này để ra một góc cột bên này nha các bạn nhé. Thì là tí nữa cháu sẽ làm cái chất đốt để đun. Cháu cũng rất là chăm chỉ. Còn cái này là tí nữa mình phải quét vào trong vườn đấy. Quét vào trong gà. Đúng rồi, mình quét vào trong vườn để cho gà đấy. Đúng rồi. Đây có chổi mà. Ui, người ta có chuối chế hả? Đây các bạn ạ. Thì là cháu Hờ thì là cũng đang dùng tay thôi, có chổi nhưng mà cháu lại bị thiểu năng trí tuệ như này là các bạn này. Thì là cho nên là cháu cũng được minh mẫn lắm. Thì là cháu cũng lấy tay mà cháu quét thôi. Thì Mỹ Hải bảo là sẽ lấy cái chổi này, thì là cháu mới định vị lại được là cháu mới lấy cái chổi này quét nha các bạn nhé. Cháu một mình như vậy thôi nhưng mà cháu ăn ở cũng rất là sạch sẽ này các bạn này. Chị mua lúa chi ở? Ờ chị mua chi ở? Chị mua mà. Ờ. Chị mua mất cả ấy, chị mua đi chi mà. Ờ chị mua chi ở dưới cả rồi. Đây các bạn ạ, thì là Mỹ Hải cũng vừa hỏi cháu Hờ này. Với lại là anh Trá đây, bảo là sao mình không có cái hót rác để mình hót vào. Thì là anh Trá cũng có nói bảo là mình lại không có cái hót rác. Thì là anh Trá cũng chỉ là bảo là lấy cái quẩy tấu như này này các bạn này, sẽ đặt nghiêng ra mà sẽ hót vào trong cái quẩy tấu này. Thế là nhà anh Trá đều cũng đang thiếu cái hót rác nhé. Thì Mỹ Hải, lần sau Mỹ Hải vào thì Mỹ Hải sẽ nhớ mua là hót rác cho nhà anh Trá để anh Trá sử dụng. Đấy, cũng chỉ bóp bằng tay như này, rất là tội nghiệp cháu Hờ. Nga ho một chỗ từ. Nga một bút cái đỏ. Đây các bạn ạ, thì là cháu Hờ cũng bảo là sẽ đổ xuống dưới này để cho gà ăn này các bạn này. Đấy. Đấy, gà Mỹ Hải lấy vào này các bạn này. Cũng đã có cái vườn như này. Nó ra chơi rồi. À bà đi lấy dao bây giờ rồi à? Bà lấy được về rồi. Rồi. Bà phải rửa tí xong này, thái tí nó cho hai em nó ăn. Đúng rồi. À, cái tiếng nước đã đầy rồi đây này. Đầy rồi thì đang mưa như này, thoải mái nước luôn. Thoải mái mà. Xả nhiều vào để rửa cho sạch cho các cháu. Đấy.
cứ cạo sạch cho các cháu ấy, thì mang về thả vào thái xong là nấu mì cho các cháu ăn là được mà. Mùa này thì lợn đắt thật đấy. Đắt mà. Con này chắc cân 200 đâu, 180.000 một cân. À, 180.000 một cân à? Đúng rồi. Đấy, thái xong là tí nữa mình trần luôn vào trong cái nồi nước mì tôm nhỉ, chỗ xóm nhỉ. Đấy. Ôi, sao thái thịt thái tròn ấy? Thái thịt người ta thái mỏng mà. Thái thịt là thái mỏng mà đi thái thịt lại thái miếng tròn tròn là thế nào? Tròn như viên bi là không phải rồi. Ấy kiểm tra nước trong này xem sôi chưa? Sôi rồi. À sôi rồi. Rồi sôi rồi thì là cứ đợi thịt xong là mang vào đây trong trần, trần xong là bắt đầu thả mì tôm vào. Đấy chín rồi để cho hai cháu ăn. Với lại là nhà anh Trá này, tí nữa là không có dao thái ấy, tí nữa trưởng xóm hộ thái luôn cái thịt này cho nhà anh Trá này. Xong là nấu chín luôn cho nhà anh Trá đi, giúp nhà anh Trá nấu chín xong là mình về. Được rồi đấy. Đúng rồi, bốc cho vào ấy luôn, cho vào nồi luôn. Đấy, cho vào nồi trần luôn như này này. Là tí nó cho mì tôm vào nữa là ngon ngay mà. Đây, cháu bé đó rồi hay sao nè các bạn này. Cái mì kia là tí nữa mình nấu. Trong nó tự bóc mấy đấy. Không, đừng úp. Vâng. Tí nữa cái thịt này sôi xong thịt chín rồi sẽ cho ra một cái âu riêng. Xong rồi cái mì kia tí nữa cho vào nước này luôn này. Nó chả bò, ít bò là ốp bò. Ít bò tả. Hả? Ốp bò á? Ốp bò tả này. À, nó tào đấy các bạn ạ. Thì là Mỹ Hải cũng hỏi cháu bé, bảo là cháu bé sẽ ăn mấy gói, cháu bé bảo là cháu bé sẽ ăn hai gói luôn. Thì là chú anh Trái thì là cũng có nói là sợ tí nữa cháu ăn không hết, thì cháu bảo là cháu cũng có ăn hết luôn các bạn ạ. Thì là Mỹ Hải bảo là thôi cũng tùy cháu, vì là đang tuổi ăn tuổi học mà đấy, đang tuổi lớn thì đâm ra là cháu cũng lâu rồi cũng chưa được ăn mì tôm. Như đợt vừa rồi đây là Mỹ Hải với Mỹ vào vào ấy thì cũng được nấu một lần cho cháu ăn thôi. Hôm nay thì là lại đặc biệt hơn là hôm nay vào ấy nấu cho cháu ấy thì là hôm nay đặc biệt hơn là cũng có thịt nhá các bạn nhé, có thịt để cho cháu ăn. Sắp sôi rồi đấy, lấy cái vung nồi đậy vào cho đỡ bụi. Ăn nó chả bò. Hả? Nó chả bò. À quá. Ừ. Nó y bò. Nó y bò. Đây các bạn ạ, thì là Mỹ Hải cũng hỏi cháu Hờ ấy. Bảo là Mỹ Hải cũng nấu luôn cho cháu Hờ ấy, thì là cháu Hờ ăn mấy gói, cháu Hờ bảo là cháu Hờ chỉ ăn một gói thôi. Nhìn cháu Hờ mà tội nghiệp mà thương. À quên hỏi ba đâu rồi? Quên hỏi bà tí nó nấu cho bà luôn. Nếu như cái nồi bé quá thì bây giờ là nấu một nấu xong cho bà. Ui trao rồi. Đấy cháu bé thì cũng đang chờ nha các bạn nhá. Đang chờ để nấu Mỹ Hải này sẽ nấu mì tôm xong để cho cháu ăn nha các bạn nhá. Cũng đang ngồi cạnh bếp như này. Được chưa? Chín rồi à? Rồi. Đều chín được vớt ra đi. Đấy.
xong rồi tí nữa mình sẽ cho mì tôm vào trong này luôn, nấu cho nhanh, đúng không? Vâng. Nếu như các cháu mà úp thôi lâu lắm. Vâng. Nấu cho hai anh em xong là nấu cho bà luôn. Vâng. Nãy không mình lại quên mất là lấy cái nồi to hơn để nấu cho bà luôn. Nấu cho tất cả. Đúng rồi. Lúc bà lấy dao lúc đấy mình lại quên mất. Thiếu vắng bà. Ai da, khói phết đấy nhỉ. Đấy, được rồi đấy. Bây giờ bỏ cái thịt đấy ra. Xong là cho mì tôm vào đi. Hai gói đây là của cháu bé đấy nhá. Cháu bé. Cháu bé bảo là ăn hai gói đấy. À, cháu vừa lại rút cái cây củi cái dao khói quá. Ấy ạ. Úi, cẩn thận tí lại bén chống hiếu ấy. À, cho lên mình chỉ quân chết tao thôi. Cho nó đi. Đấy các bạn ạ, thì là Mỹ Hải và cháu vợ không được minh mắn lắm ấy. Để vào kia tí lại nhằm sang cái đống ngô kia là lại bén ra đấy. Lấy cái muôi. Đâu, cho ra cái bàn kia chứ. Mình có cái bàn kia, cho ra cái bàn để cho hai cháu ngồi đây ăn. Đấy, sới ra luôn. Bê hẳn cái nồi ra để đỡ bỏng tay em ra. Đúng không? Bình thường à? Đâu lấy đũa cho các cháu, hôm nọ là anh mua nhiều đũa mà. Sao? Anh thấy bảo là anh không biết ăn đũa. Ai không biết ăn đũa? Em hờ ạ. À. Em không biết ăn đũa. Cháu hờ là không biết ăn đũa à? À, hóa ra là như vậy à. Thôi rồi, lấn nó. Lấn nó. À, cái thịt nhỉ. Ôi, bỏ thịt ra. Bỏ đây cho này chứ. Ôi, bỏ thịt ra để hai anh em ăn. Em đi lấy một đôi đũa cho cháu hờ ăn thử để cho quen. Cứ ăn thiệt như này là không quen đâu. Rồi, hướng dẫn em hờ ăn bằng đũa đi để gắp. Nãy hôm nọ là đã lấy đũa rồi. Cháu bé này đang cầm đũa ngược này em này. Em hướng dẫn cho cháu đi. Cho ngay nhá. Đâu em ơi, lại lấy cái thìa đừng có cho cháu dùng tay. Nay em lại không bẻ cái mì tôm này ra. Tay trái là cầm thìa, tay phải là cầm đũa đi. Để cháu thành quen. Đúng rồi, nếu không thì sần sần ra cho cháu nhỏ. Nãy là lúc nấu vào em lại quên bẻ nhỏ đi. Đúng rồi. Nó ngay à? Hơ. Nó ngay à? Ờ. Năm mà. Đây các bạn ạ, thì là Mỹ Hải cũng bảo cháu hờ ấy. Thì là ăn thịt đi thì cháu bảo là vâng, cháu khắc tự ăn đấy. Đấy đúng rồi, để hướng dẫn cháu. Đấy. Cho một thìa này. Cho cháu thì ó. Đúng rồi. Vì là mình không được dùng tay đâu. Dùng tay. Đúng rồi, đấy. Như này là một lần hai lần là các cháu là khắc quen ngay. Quen mà. Đúng rồi, rất tội nghiệp các cháu. Tán cái thôi nhá. Nó ngay nhá. Nó ngay mà. Tán cái thôi mà. Tán mà. Nhìn hai cháu ăn mì tôm rất là ngon các bạn ạ. Đấy, nhìn thấy không? Cháu bé này biết ăn ngay đúng không? Biết ăn rồi. Mình chỉ hướng dẫn một lần như này là cháu biết ngay mà. Như là hôm trước là anh vào đây này thì là cháu chỉ ăn thìa thôi chứ có đũa ấy. Nó khó. Dặn cháu là đừng có ăn thịt bằng tay nữa, ăn bằng đũa hết đi. Bắt đầu.
Đấy, cháu cháu cũng rất là thông minh. Thật ra này cũng chỉ nhắc một lần là cháu biết rồi. Ta có biết tôi là chị ta hả? Thì nó tào tào mẹ nó tào. Đây các bạn ạ, thì là Mỹ Hải cũng vừa hỏi cháu bé này, bảo là có ăn hết gói mì, hai gói mì tôm này không, thì cháu bé bảo là có ăn hết luôn, rất là ngon. Nó nè, nó mà đúng rồi, nó mà. Các bạn ạ, thì là cháu cũng đang dặn em trai mình nhé, bảo là ăn nhưng mà không được dùng tay đâu nhá. Cháu Hờ cũng rất là thông minh. Chú xóm này, nấu cái này cho anh Trá xong nhá, mình phải cho mắm muối để cho anh Trá cứ ăn dần để cho nó đỡ hỏng nhá. Cho mắm muối mình chín. Đúng rồi. Đây các bạn ạ, thì là các cháu tiếp thu rất là nhanh. Thì là cũng bảo là dùng đũa như này này, thì là cháu cũng đã dùng đũa luôn, cũng rất là nhanh. Vì là đợt trước là các cháu là cứ toàn ăn thìa mà không dùng đũa, cho nên là cũng không biết cách cầm đũa. Với lại là cháu nhỏ đây này, rất là nhanh này các bạn này. Đấy, xem bằng đũa. Và nếu như mà lúc nào mà mình muốn uống canh ấy, thì là mình sẽ lấy bằng thìa. Đây các bạn ạ, thì là cháu ơi, thì là cũng có nói với em của mình, và nếu mà không ăn hết mì tôm thì sẽ san ra cho anh trai. Nhưng mà cháu cũng có nói bảo là cháu cũng ăn hết đấy các bạn nhé. Rất là ngon. Chú cần nó có tạ. Chú cần nó có tạ. Đây các bạn ạ, thì là cháu Hờ ấy cũng bảo là thôi cố để ăn cho nó hết luôn cái chuối mì với cái chuối thịt này. Thì cũng rất là lâu rồi, thì là chắc là hai anh em thì cũng chưa được ăn thịt. À, cháu bé lại ăn không hết lại san ra cho anh. À, săn nước thôi, còn mì là để cho cháu vẫn ăn. Em chỉ săn nước cho anh thôi. Còn cái thì là em sẽ ăn, nước thì sẽ săn ra cho anh là cháu ở. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhìn cháu hờ ăn thịt mà Mỹ Hải phải rớt nước miếng đấy, rất là ngon. À, cháu bé ăn thắng rồi, chạy ngay. Lên đây các bạn nhá, cháu bé là hai gói là cũng đã hết. Còn cháu hờ ấy thì là cũng chỉ một gói thôi. Rất là mừng cho hai cháu là đã có miếng thịt với lại là gói mì tôm ăn. Cũng khá là lâu rồi hai cháu mới được ăn những cái món mà để gọi là ngon như vậy. Mình chuẩn bị thì hài mình ngay rồi. Đây các bạn ạ, thì là cháu hờ ấy thì cũng cố nốt hai miếng thịt thôi, cũng đã hết. À, mang đi rửa à? À, cháu lại khất thực mang đi rửa, rất giỏi rồi. Ừ, thì là anh cũng đến đây ấy, trao cái quà mà cho nhà anh Trá thôi. Thì là bây giờ anh Trá ấy, thì là cũng không biết nói tiếng phổ thông mình ấy, mà anh Trá cũng chỉ biết nói tiếng của Mỹ Lành và Mỹ Hải thôi nhỉ, vâng. Với lại là của tiếng của trường xóm, vâng. Thế cho nên là anh đến trao cái quà mà của cô Hoàng Dung ở bên Cali. Thì là đến đây thì là anh cũng xin phép rằng là anh cũng đi về luôn. Thế thì rất là cảm ơn cô Hoàng Dung ở bên Cali, rất là cảm ơn về em thay lời anh Trá, bởi vì anh Trá nó không biết tiếng phổ thông như mình, nó tổn rồi, biết rồi. Tiếng Mông thôi. Nhưng mà rất là cảm ơn cô Hoàng Dung tạo những món quà mà mười con mười mấy con gà với lại mì tôm và gà mì tôm đúng không? Mới mì chính các thứ thì rồi, rất là cảm ơn cô Hoàng Dung nhé. Rồi rồi cảm ơn. Trưởng xóm có đôi lời phát biểu gì không trưởng xóm? Tôi thì vẫn có phát biểu về một vài lời, rất là cảm ơn là anh Hải mà đã giao cái quà tận vào nhà tận tay cho anh Trá, thì em rất là cũng cảm ơn rất nhiều. Anh chỉ là người cầu nối thôi. Ấy, quà này là quà của cô Hoàng Dung ở bên Cali. Vâng, nhưng mà cảm ơn là cô Hoàng Dung nữa. Rồi, cảm ơn nhá. Rồi. Ôi lên mặt thế đó. Ôi lên má nhỏ nhá, tí mới trên nhá. Lên một trên đồ đó. Tí mới trên là nhá. À, cho xanh rồi. Cho tí mèo. Ôi lên đây ngoài. Đây các bạn ạ, thì là Mỹ Hải cũng vừa chào anh Trá này, anh Trá cũng bảo là rất là cảm ơn cô Hoàng Dung mà anh Trá cũng chỉ biết nói thôi. Thế thì cũng qua đây ấy, thì là Mỹ Hải cũng thay lời anh Trá thì là cũng cảm ơn cô Hoàng Dung ở bên Cali nhé các bạn nhá. Và bây giờ thì là Mỹ Hải cũng xin phép rằng là Mỹ Hải cũng đi về luôn. Đây rất là trơn này các bạn này. Trơn quá. Mưa. Đường như này mà đã đến đây rồi là anh cũng muốn đi về nữa rồi chứ. Đấy, có lẽ là Mỹ Hải cũng xin kết thúc cái video của Mỹ Hải tại đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác và anh chị trong những video tiếp theo của Mỹ Hải nhá. Bây giờ là trời cũng rất là mưa thì là Mỹ Hải chỉ cầm điện thoại thôi. Bây giờ là sẽ ẩm ướt hết điện thoại đây các bạn ạ. Thì là bây giờ là Mỹ Hải cũng xin phép nhá.